Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Thanh Hóa thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp. Thanh Hóa nỗ lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giao thông trong bối cảnh dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển nông nghiệp cùng với việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, Thanh Hóa đã và đang tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng giá trị. Tính đến hết tháng 12 năm 2021, Thanh Hóa có 989 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng 99 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đã và đang tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Sữa TH Chumilk, Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia Việt Avis, các mô hình mở rộng liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, các chuỗi liên kết sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm rau quả. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 19.000 lao động. Thì Thanh Hóa có đầy đủ các loại hình giao thông như đường bộ, đường sắt, nhất là cảng nước sâu Nghi Sơn thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi nhập các thiết bị từ nước ngoài về hoặc là sau này xuất khẩu các sản phẩm sữa ra thị trường thế giới. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án nông nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá, đưa nền nông nghiệp của Thanh Hóa phát triển theo đúng định hướng quy mô lớn, công nghệ cao, phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ. Cùng với ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, Thanh Hóa đang đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Sau 3 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 158 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Chương trình OCOP đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh để gia tăng giá trị cho các sản phẩm địa phương, từ đó tạo cơ hội cho các làng nghề truyền thống, hợp tác xã phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm từ làng ra phố. Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên có hai sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2019. Từ việc duy trì phát triển sản phẩm chè và mật ong đã có từ nhiều đời của địa phương, hợp tác xã đã tập hợp hàng trăm hộ dân sản xuất gắn với chế biến theo tiêu chuẩn OCOP. Năm 2021, hợp tác xã đã phát triển thêm hai sản phẩm là chè xanh túi lọc và chè cà gai leo đạt 3 sao OCOP. Sau khi đạt chuẩn, các sản phẩm của hợp tác xã đã được tiêu thụ trên 30 tỉnh thành trong cả nước, tạo nên thương hiệu chè đặc sản của Thanh Hóa, doanh thu tăng 30% so với trước đây. Thì từ khi tham gia sản phẩm OCOP đến nay thì các sản phẩm ở như Bình Sơn thì được tiêu thụ cho bà con nhân dân. Thứ nhất là đưa ra thị trường được những cái sản phẩm sạch và những cái chất lượng đưa ra thị trường ngoài tỉnh và cũng nhiều một số tỉnh bạn. Thứ hai nữa là cũng đang có định hướng là đưa thêm một cái sản phẩm trà xanh tuyết lọc, trà gai điên, trà điên để xuất khẩu sang những các cái thị trường Đông Âu và châu Âu và đã đưa sản phẩm làm mẫu sang với đất nước Nga. Thực tế cho thấy, chương trình OCOP đã tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn trên địa bàn Thanh Hóa, thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể sản xuất, khẳng định thương hiệu sản phẩm. Từ đó đã hình thành vùng đơn vị sản xuất có quy mô ứng dụng công nghệ kỹ thuật gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm. Theo đánh giá của Tổ quản lý chương trình OCOP tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đều tăng 30-40% doanh số so với trước đây. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm OCOP từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu. Do diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thanh Hóa gặp khó khăn lớn về huy động nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ thi công và cả công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, bằng quyết tâm lớn cùng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, năm 2021, tỉnh Thanh Hóa vẫn ghi nhiều dấu ấn trong khởi công dự án giao thông mới và triển khai có hiệu quả các dự án chuyển tiếp. Năm 2021, nhiều dự án giao thông lớn chuyển tiếp từ năm trước đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong tháo gỡ nút thắt về giải ngân vốn và giải phóng mặt bằng, từ đó giảm áp lực cho công tác thi công. Nổi bật là dự án đại lộ Đông Tây qua địa bàn thành phố Thanh Hóa với dự kiến đến tháng 5 năm 2022 sẽ hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, dịch bệnh COVID-19 cùng những vướng mắc tồn tại đã lâu về nguồn gốc đất, chênh lệch đơn giá đền bù và giá đất thị trường cũng như khó khăn về nguồn vốn sẽ tiếp tục là những thách thức mà ngành giao thông phải đối mặt trong năm 2022. Chúng tôi phối hợp cùng với các địa phương làm tốt cái điều kiện
trong cái dịch bệnh vẫn thực hiện để giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cũng đã báo cáo với tỉnh để cân đối và có những cái kiến nghị đề xuất để làm sao tập trung cái nguồn vốn một số cái công trình trọng điểm để làm sao mà hoàn thành theo đúng cái tiến độ đặt ra. Chẳng hạn như cái đường Đông Tây thì sẽ hoàn thành trong đầu năm 22 này. Rồi cái đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa lên Nọ Hẻn đấy thì cũng sẽ hoàn thành trong đầu năm 23. Rồi cái đường ven biển nếu mà muốn giải quyết tốt mà sớm đưa vào cái đường này tính kết nối thì cũng phải bố trí vốn trong năm 22 và năm 23. Từ nhiều năm qua, đột phá về hạ tầng giao thông luôn được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa xác định là bước đi trước, làm nền tảng thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội khác. Trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, khâu đột phá này cũng cần những hướng đi mới, cách làm mới, đặc biệt là phải bố trí đủ nguồn vốn và thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi khởi công dự án để đảm bảo dự án không bị hoãn, giãn tiến độ, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh. Bản tin thời sự cuối ngày tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, từ trung tuần tháng 10 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh, nới lỏng nhiều quy định về phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và cách ly. Theo đó, những công dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi từ vùng dịch trở về địa phương, gia đình đủ điều kiện cách ly riêng biệt sẽ được cách ly hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Việc phong tỏa cách ly liên quan đến ca mắc COVID-19 được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm theo hiện dẹp nhất, hạn chế tối đa tác động đến đời sống của nhân dân. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ từng bước được khôi phục, người dân từng bước thích ứng sống chung an toàn với dịch COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 99%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 91,2%, tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 94,5%, tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ 30,9%. Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng Thanh Hóa đang có không ít tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống dịch. Một số địa phương, một số người dân vẫn còn lơ là, mất cảnh giác. Và cái sự chấp hành tất cả các hướng dẫn của ngành y tế có lúc có nơi thì vẫn chưa được nghiêm túc. Việc đáp ứng về hậu cần tại chỗ thì vẫn còn bị động. Công tác cách ly, đặc biệt là cách ly tại nhà, có lúc có nơi vẫn không nghiêm túc. Năm 2022, dịch COVID-19 dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là biến thể Omicron, với khả năng siêu lây nhiễm đã đặt ra những thách thức mới đối với công tác phòng chống dịch của toàn thế giới nói chung, tại Việt Nam và Thanh Hóa nói riêng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sau 2 năm chiến đấu với đại dịch, với sự quyết tâm đồng lòng và sự nỗ lực cao nhất, Thanh Hóa đã sẵn sàng cho cuộc chiến trong giai đoạn mới với niềm tin chiến thắng. Năm 2021 tiếp tục là năm mà hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề, có những thời điểm gần như tê liệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các doanh nghiệp du lịch đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn lực, các phương án, kịch bản phát triển du lịch gần như bị vô hiệu hóa. Vì vậy, các chỉ tiêu du lịch trong năm 2021 cũng đều giảm sâu và không đạt. Năm 2021, Thanh Hóa chỉ đón được khoảng 3,4 triệu lượt khách, giảm 53% so với năm 2020. Tổng thu du lịch ước đạt 4.800 tỷ đồng, giảm 53%. Gần 23.000 lao động mất việc làm, hơn 600 cơ sở lưu trú phải đóng cửa. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải bồi hoàn cọc cho 15.000 khách hủy tour, ước tính thiệt hại hơn 52 tỷ đồng. Trong cơn bão COVID-19, ngành du lịch Thanh Hóa và các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã nỗ lực thích nghi, tìm hướng đi thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Các chương trình xúc tiến kết nối du lịch được tổ chức đã đem lại những hiệu quả nhất định. Các khu điểm du lịch đã mở đón khách nội tỉnh với phương châm an toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn, hoạt động tối đa 50% công suất. Đặc biệt trong năm 2021, ngành du lịch Thanh Hóa chứng kiến nhiều dự án tổ hợp có quy mô lớn được khởi công như dự án quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, dự án Flamingo quảng trường khu B, huyện Hoàng Hóa, khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại và dự án khu quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tại huyện Quảng Sương. Năm 2021 thì lại là một cái năm rất là nổi bật về công tác thu hút đầu tư du lịch với nhiều những cái dự án, những cái tổ hợp du lịch có quy mô lớn và từ những cái tập đoàn mà có tiềm lực du lịch và có cái tài chính và cái kinh nghiệm cũng như là uy tín ở trong nước. Hiện tại thì ngành đang chú trọng để mà thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch lớn để mà hình thành những cái sản phẩm du lịch có cái tính cạnh tranh cao cũng như là thu hút khách mạnh khi mà dịch bệnh được kiểm soát.
Dù dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên công tác phòng chống dịch được kiểm soát tốt là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch với thông điệp Thanh Hóa điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Vấn đề trong năm tới đó là ngành du lịch Thanh Hóa cần có một chương trình kích cầu thực sự hiệu quả, có tính liên kết để phục hồi trong trạng thái bình thường mới và thu hút khách du lịch một cách bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.